Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay lại một lô xe về rất là nhiều cho anh chị và các bạn ha. Một số dòng xe rẻ có, mắc có ha, tay ga có, tay côn có và nhiều dòng xe khác ha. Thì gần Tết rồi, anh chị và bạn nào có nhu cầu mình mua xe đi Tết hoặc là đi làm thì anh chị và bạn chịu khó mình tham khảo hết clip nha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong nay thì có chị Hà sẽ hỗ trợ giới thiệu qua. Mời chị Hà. Hello, lại là em đây các anh chị nè. Em thay mặt cửa hàng Xe Cao Lê xin gửi lời cảm ơn sâu sắc cái tấm chân tình của tất cả anh chị em nhé, đã luôn đồng hành và ủng hộ cửa hàng Xe Cao Lê em trong suốt thời gian qua cũng như thời gian gần đây. Hôm nay bên cửa hàng em lại về rất nhiều xe đẹp phục vụ tất cả anh chị em mình dịp cuối năm này. Năm cũ cũng sắp qua đi rồi đấy, năm mới cũng sắp tới rồi. Anh chị em đang quan tâm đến mẫu xe nào thì ghé tham quan mua sắm ủng hộ em nhé. Địa chỉ của em vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Ngày nào cũng có rất nhiều xe về phục vụ tất cả anh chị em mình nhé. Dòng xe rẻ tiền cao cấp đều có hết các anh chị nhé. Bên cửa hàng em là có mua bán này, có trao đổi này, có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe xa cho mọi người luôn này. Anh chị em nào lấy xe tại cửa hàng thì thay vì tiền lì xì coi như là em bớt lộc lì xì cuối năm cho anh chị em mình. Còn nếu mà ai ship xe là bao phí ship không bớt các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều nhé. Em và Việt sẽ đi cập nhật và báo giá xe. Các anh chị vào xem like nhớ cho em một like, chia sẻ ủng hộ các anh chị nhé. Các anh chị đặt cọc xe thì hôm nay em cũng đã ship xe rồi nè. Miền Trung, miền Bắc các anh chị đang quan tâm đến mẫu xe nào nhanh tay đặt cọc chốt đơn thì em ship cho nhé. Miền Trung, miền Bắc tầm 3-4-5 ngày, miền Tây thì 1 đến 2 ngày là có xe các anh chị nhé. Anh ơi, con nẹt này bao nhiêu tiền đấy? Em nay mới về mấy chiếc xe vừa tiền này. Quay RS mấy trăm này. Đấy, RS mấy trăm các anh chị nha. Khá liền lạc luôn đây. Xe này đi làm thì cực bền luôn này. Máy 100. Đấy, máy móc êm ru cho anh chị em mình nè. Xe này biển số 60 Đồng Nai các anh chị nha. Biển số 60 Đồng Nai. Chốt đơn bán anh chị em mình 8.900.000 đồng nhá. 8 triệu 9. Ghi vào đây luôn cậu. Rồi, có xe đi làm đó bao cày bừa. Xe đi làm này, xe này thì cày bao cày ra tiền luôn, em nói thiệt với anh chị em mình là máy cực chất luôn nhá. Đùa chứ dòng xe máy 100 này đi rất chỉ là bền. 8.900.000 đồng thôi. Ai thích xe tay côn mình lấy size 135 này. Rồi mà anh chị thân cũng hay hỏi cái dòng này nè. 135 thì mấy bữa nay em hết hàng, bữa nay mới về này, biển số 68D1 16101. Trời ơi, xe này về xuống ẹt nhỏ cũng được này, giá yêu thương. Có 12.900.000 đồng thôi nhá. 12.900.000 thôi. Nếu anh chị em nào mà lấy xe tại cửa hàng còn được bớt vài trăm lộc lá nữa nè. Còn mà nếu mà bà ship xe về thì em bao phí ship cho mọi người. 12.900.000. Ẹc size biển 68 Kiên Giang. Ai kết chốt các anh chị nha. Rồi, tiếp tục AB. Chiếc này AB 2008 bình xăng cơ các anh chị này. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bán anh chị em mình 8.500.000 đồng. Đấy, làm phương tiện đi lại rất chỉ là ok nha các anh chị mình nhá. Okay. Đấy, ai thích xe số Future này. Future là dòng xe số đẳng cấp nhất của Honda. Vâng, Future phiên bản 2020. Khá là đẹp luôn, màu nâu cà phê các anh chị nhá. Biển số 62 Long An, bánh mâm thắng đĩa. Giá yêu thương cho mọi người luôn. 21.500.000 đồng với các anh chị này. 500. Cho một chiếc xe Future LED nha các anh chị mình nhá. Ai kết chốt này các anh chị. Rồi, Vision. Ai thích Vision mình chốt Vision. Vision này phiên bản 2021. Khóa thông minh chạy 5.000 cây. Biển số 61D2 thành phố Dĩ An, Bình Dương. Vâng, hôm nay em chốt đơn bán chiếc Vision này cho anh chị em mình với giá là 25.900.000 đồng nha các anh chị nhá. 25.900.000 thôi. Cái trần màu trắng rất dễ thương luôn. Còn bên này em mới về một chiếc xe AB phiên bản 2019. Biển số 77N1 08109. Đấy, khá là đẹp luôn các anh chị nha. Phiên bản 2019, phiên bản chìa khóa thường. Chốt đơn bán anh chị em mình 20.900.000 đồng luôn. Đấy, giá yêu thương cho mọi người đi làm. Rồi, tiếp tục phương tiện đi Tết này. AB này 2010 FI full xăng điện tử lên Thái nha các anh chị nha. Cực kỳ đẹp luôn đây. Lên đèn Thái này, cái này có dán trang trí chút này. Nếu anh chị em nào mà không thích mình dán carbon này thì lột ra này. Đấy, tem 3D luôn các anh chị mình nhá. Tem 3D luôn. Máy êm zin cho anh chị em mình luôn. Biển số 67 An Giang 67B1 30535. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 16.500.000 đồng. Đấy, anh chị em mình ship xe về bao phí ship. Rồi, tiếp tục AB. Đây em mới về một chiếc xe cam đen lên Thái 2010 FI full xăng điện tử nha các anh chị nhá. Đấy, biển số 72 Vũng Tàu này, 72XA 4071. Đấy, chốt đơn bán anh chị em mình 16.500.000 đồng các anh chị nhá. 2010 FI full xăng điện tử lên Thái, rất chi là đẹp luôn, màu cam đen. Vâng, em mới về chiếc xe Grander màu xanh xi măng các anh chị nè, biển số 72 Vũng Tàu luôn nha các anh chị nhé. Số 72 Vũng Tàu luôn này. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 16.300.000 đồng nhé. Màu xanh xi măng cực kỳ đẹp luôn các anh chị này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nhé. Vâng, em mới về chiếc Loza này các anh chị này, nhỏ nhắn xinh xắn này. Chị em nào mà thấp thấp lùng lùng giống em vậy này, trời ơi, đi Loza này máy rất là ngon luôn các anh chị nha. Máy móc êm rin cho anh chị em mình này. Bình nó hơi yếu rồi. Đấy, FI full xăng điện tử các anh chị này. Đi làm đi chơi gì cũng được. Thấp bé nhẹ cân thì mình đi con này ha, 10.900.000 đồng thôi nhá. Biển số 60 Đồng Nai, 10.900.000. Đấy, ai kết chốt này các anh chị. Nhỏ nhỏ xinh xinh thì có da nút nữa kìa. Đây nữa này, da nút này. Né đi đấy. Da nớt này phiên bản 2020-21 được anh chị này. Cũng đẹp, cũng xinh như ai thôi. Giá yêu thương này, khóa thông minh cao cấp, phiên bản 2020-21 này. Bán anh chị em mình 16.900.000 đồng nhá. Khóa thông minh cao cấp nha các anh chị nha. Ok. Đấy. Mấy cái xe này là chị em mình thấp thấp lùng lùng giống em vậy là đi ok hết ạ. Đấy. Lùng lùng mà phụ tùng đầy đủ là đi ok nha. Biển số 62 Long An. Bán anh chị em mình 16.900.000 đồng thôi cho một chiếc xe da nớt phiên bản 2020-21 màu đỏ nhám. Đẹp tuyệt vời luôn, anh chị em yên tâm nhá. Đây em mới về một chiếc xe AB 2016-17 này. Màu đen nhám này, dán tem trầm mới lột suốt buổi trưa đây, chưa có ra hết luôn này. Dán tem trầm nguyên con luôn nha các chị nha. Đen nhám, biển 59 thành phố Hồ Chí Minh này. Khá liền lạc cho anh chị em mình luôn. Đấy, phiên bản màu đen nhám. Bán này chị em mình 19.900.000 đồng thôi nha. 9. Đấy, mai rửa ráy sạch sẽ, gắn gác ba ga vào đầy đủ cho mọi người luôn. Đấy, mở rồi ra để lột tem trầm. Con xe Way S này. Đây em mới về chiếc Way S. Way S này máy 110 các anh chị nhá. Way S này máy 110 này. Biển số 54 thành phố Hồ Chí Minh. Xe này em bán anh chị em mình 7.500.000 thôi nhá. 7.500.000 đồng. Đấy, xe đi làm. Này 19.900.000. Đấy. Rồi, đây chiếc AB 2010 lên Thái nữa các anh chị này. Đẹp quá luôn đây. Cam đen lên Thái nha. Cực kỳ đẹp luôn. Biển số 93F1 03535. Ô, số cặp số đẹp nè, 03535 luôn. Khá liền lạc luôn. 2010 FI full xăng điện tử. Máy móc êm rin cho anh chị em mình nhé. Vâng, chốt đơn bán anh chị em mình 15.900.000 đồng thôi cho một chiếc xe AB cam đen lên Thái, biển 93 Bình Phước. Đây em có chiếc da nớt nữa này, 93 Bình Phước luôn nè. Màu trắng sữa rất là dễ thương luôn nè. Khá đẹp luôn. Đấy. Bán anh chị em mình 12.500.000 đồng thôi. 12.500.000 các anh chị nha. Và đây có một con Vision màu đây, xanh rất là đẹp luôn. Này màu xanh này gọi là xanh gì? Xanh dương à? Xanh dương à. Đẹp quá luôn nha, phiên bản 2021 22 nha các anh chị. Phiên bản 2021. Biển số 69 Cà Mau, 69 Cà Mau nha các chị nha. Bán anh chị em mình 25.800.000 đồng. 25.800.000 nha các chị. Ok. Đây nè em. Đây em có Liberty mới về nữa này. Liberty SS phiên bản 2016 ABS luôn nha các chị mình nha. ABS luôn nè. Lâu lắm mà mới có Liberty S này. Lâu mới có một kỳ nè. Lâu mới có chiếc xe Liberty đẹp này thôi. Ô, máy cực chất luôn này. Máy êm ru luôn nha các anh chị mình nhá. Tại vì Liberty là đặc trưng của nó là nó kêu xì xì nha anh em. Đúng rồi. Không phải là do máy đâu. Máy của Piaggio. Đúng rồi. Piaggio đến từ nước Ý. Đấy. Liberty này màu xám đen các anh chị nhá. Biển số 93F1 25388. Đây, khá là liền lạc luôn. Phiên bản 2016. Chốt đơn bán anh chị em mình 14.900.000 đồng. 14.900.000 thôi nha. ABS này cực kỳ đẹp. Okay luôn. 2016 14.900.000. Cái dành rách mai em bọc nhá. Tiếp tục basic này. Đây em mới về chiếc basic phiên bản 2011 12 này. Biển số 60B2 00993. Khá đẹp luôn, em bán anh chị em mình 19.500.000 đồng anh chị nhá. Tí nữa trong nhà còn con màu trắng và màu đen nữa nha mọi người. Đúng rồi, trong nhà có hai con, màu trắng màu đen nữa nè. Đây em mới về một chiếc xe Future nữa các anh chị nè. Future khá là đẹp luôn đây, phiên bản 2016, 17 gì đó các anh chị nhé. FI full xăng điện tử, phiên bản màu xám đen, bánh căm thắng đĩa. Đây, khá là đẹp luôn này. Chốt đơn bán anh chị em mình 16.500.000 đồng đấy chị nhé, 16 năm cho một chiếc xe Future màu xám đen rất là đẹp luôn này. Rồi, Elegant xe 50 này nè. Elegant 50cc này mới chạy có 10.000 cây thôi nha các anh chị nhé, cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ đen. Mua cho con em mình đi học đi làm không cần bằng lái này, bán anh chị em mình 11.600.000, tiền nào của nó, xe rất đẹp luôn, bao máy êm zin cho anh chị em mình luôn. Rồi, quay 50. Quay 50, ai ít tiền hơn mua quay 50 có 5.900.000 đồng thôi nhá. RX. RX 110 này, 8.200.000 đồng. Quay và lấy chiếc xe quay S mấy 110, 8.200.000 nữa các anh chị. Tiếp tục quay S đỏ này. Quay S đỏ này 7.500.000 thôi các anh chị nhá. Và đây chiếc xe Elizabeth này. Biển số 61 Bình Dương. Bán anh chị em mình 6.300.000 đồng thôi nhá. 6.300.000 đồng cho một chiếc xe Elizabeth FI này. Bên trong nhà đang còn rất nhiều các mẫu xe này các anh chị. SH mới về đây này mọi người. SH mới về, SH siêu cọp này. Chiếc này là khóa thông minh, phiên bản khóa thông minh các anh chị nhá. Màu đỏ đô kết hợp với màu đen rất là đẹp này. Khóa thông minh cao cấp 2016, biển số 61D1 56026. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 32.500.000 đồng thôi các anh chị nhé, 32 năm thôi. Rồi. Và ngày ít tiền hơn mình lấy chiếc này này, biển 60 Đồng Nai, 28.900.000 đồng nha các anh chị. Đấy, SH MODE mà giá yêu thương cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại này. Xám lông chuột chứ. Màu xám lông chuột này là phiên bản 2022 các anh chị nhé, quá thông minh và thắng ABS. Biển số 17 Thái Bình, bán anh chị em mình 55.000.000, cực kỳ đẹp luôn. Xe chạy 11.000 cây các anh chị nhé. Đấy, phiên bản 2022. Tiếp tục màu... Vâng, chiếc này là màu xanh đợt chuối này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, khóa thông minh luôn các anh chị này. Phiên bản 2017, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình 35.500.000 đồng anh chị nhé. Tiếp tục SH. Chiếc này SH 2022. Khóa thông minh thắng ABS, chạy 4.000 cây, xe chính chủ, bao công chứng trong ngày cho anh chị em mình luôn. Và xe này biển số 72 Vũng Tàu. Em chốt đơn bán anh chị em mình 86.500.000 đồng nhé. SH Full Lý đã ra đi rồi các anh chị ạ. Đấy, chiếc này rẻ tiền đi làm này, vừa tiền thôi, đi Tết đi chơi gì cũng rất là sang chảnh nha. SH phiên bản 2015-16, biển số 93 Bình Phước. Em bán anh chị em mình 39.900.000 đồng thôi nhé. 39.900.000. SH xăm xi măng. SH màu xanh xi măng này 2019 này, biển số 37. Em bán anh chị em mình 51.500.000 đồng. Đây có chiếc SH MODE màu xám lông chuột nữa, cực kỳ đẹp nữa đây các anh chị này. Đây khá liền lạc luôn nha. Đấy. Màu xám lông chuột kết hợp với màu đen các anh chị. Rất chỉ là đẹp luôn. Bán anh chị em mình 29.500.000 đồng, biển số 62 Long An nha các anh chị mình nhé. Ở đây có quay RX. Quay RX 110 FI full xăng điện tử này. Phiên bản màu đỏ đen, bán anh chị em mình 12.900.000 đồng. Chiếc này ra nớt, biển 93 Bình Phước các anh chị nhé. Bán anh chị em mình 13.900.000 đồng. Kia nói xe bên kia. Vâng, chiếc này Vision biển số 94 Bạc Liêu này. Bán anh chị em mình 19.800.000 đồng thôi. Và chiếc Vision này khóa thông minh cao cấp 29-20. Biển số 62 Long An, bán anh chị em mình 22.900.000 đồng. Tiếp tục cam. Vision cam đen biển 67 An Giang, bán anh chị em mình 20.500.000 đồng. 500. Rồi, đấy. Dưới này nữa này mọi người. Ai mua mình tranh thủ ghé xem xe này các anh chị. Quay này. Cái luồng dưới trước này mình quay lại. Quay cái bên. Đây. Đây là những chiếc xe Future này, Future đen nhám các anh chị nha, Future LED này. Cực kỳ đẹp luôn, màu đen nhám, biển số 69 Cà Mau. Bán anh chị em mình 21.900.000 đồng nha các anh chị nha. 21.900.000. Màu xanh candy à. Đây chiếc này màu xanh rất là dễ thương nữa này, biển số 69 Cà Mau, của hai xe này biển 69 luôn nhá. Bán anh chị em mình 22.900.000 đồng. 900. Màu bạc. Màu xám bạc này đèn led luôn các anh chị này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này. Bán này chị em mình 23.500.000 đồng. Rồi tiếp tục future bụng bự này. Future bụng bự này màu đỏ, màu nâu cà phê rất chỉ là đẹp các anh chị này. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán này chị em mình 16.500.000 đồng anh chị nhá. Bên này có rider. Rider tuyệt đẹp luôn này. Màu và màu xanh đen, biển 93 Bình Phước. Em bán này chị em mình 22.500.000 đồng. 500. Rồi future màu nâu cà phê luôn. Future màu nâu cà phê biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này. Bán này chị em mình 13.500.000 đồng. Ok. Đây chiếc future màu đỏ đen nữa các anh chị này. Đây. Màu đỏ đen này biển số 65 Cần Thơ. Em bán này chị em mình 15.900.000 đồng. Thế ơi. 15.9 nha các anh chị nhé. Rồi tiếp tục AB màu xám trắng. AB màu trắng xám đen, ba màu phối hợp này, biển số 67 An Giang. Bán này chị em mình 16.500.000 đồng. Chiếc này màu trắng xám đen là biển 69 Cà Mau các anh chị nhé. Bán này chị em mình 16 năm luôn. Okay. Jupiter FI full sang điện tử này. Jupiter này em có hai màu. Con này mới về đấy các anh chị nhé. Màu trắng xanh đen, ba màu phối hợp, biển số 59 V2 23249. Bán anh chị em mình 13.500.000 đồng. 500. Rồi, FI full xăng anh chị nha. Future này cuối 2016, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Bán anh chị em mình 14.500.000 đồng luôn. Còn bên này đây chiếc xe Acuzo. Acuzo biển số 83 Sóc Trăng 2016 17 luôn. Bán anh chị em mình 13 triệu đồng. Rồi. Ai thích Novo 6 125 FI full xăng điện tử này. Giá yêu thương đi Tết các anh chị này, biển 69 Cà Mau 11.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Ok. Vâng, AB trắng xám đen này các anh chị này, biển số 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 15.900.000 đồng. 15.900.000. Còn này. Màu đỏ đen này, biển số 83 Sóc Trăng 2015. Em bán anh chị em mình 15.900.000 luôn. Grander màu đỏ đô các anh chị này. Đỏ đô biển số 70 Tây Ninh. Em bán anh chị em mình 15.900.000 đồng nhé. Rồi tiếp tục AB 2016-17 biển số 67 An Giang. Màu trắng xám cực kỳ đẹp luôn, biển 67. Bán anh chị em mình 19.900.000 đồng. 900. Còn bán này AB 2010 FI full xăng điện tử này, cực kỳ đẹp luôn. Bán anh chị em mình 12.900.000 đồng luôn. Xả luôn. Này rồi. Novo 5 các anh chị nhé. Novo 5 này biển số 78 Phú Yên này. Bán anh chị em mình 8.500.000 đồng. 8.500.000. Xe 50 chiếc xe Candy 50cc Kimco nhé, 2020 biển số 69 Cà Mau. Em bán anh chị em mình 13.800.000 đồng. Đây chiếc xe Novo 5 nữa các anh chị này. Novo 5 này biển số thành phố Hồ Chí Minh. Bán anh chị em mình 8.500.000 đồng luôn nhé. 8.500.000. Biển số thành phố luôn. Xe cực kỳ đẹp luôn, màu trắng tím. 8.500.000. Surus FI full xăng điện tử 2016-17 nhé, biển 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình 9.500.000 đồng. 9.500.000. Vision 2014 biển số 86. Em bán anh chị em mình 12.900.000 đồng, 12.500.000 đồng. Đấy. Rồi, tiếp tục. Như đó là mấy cái này ta cọc rồi, lít cọc này. Jupiter cọc, SH cọc. Đây AB 2008 bình xăng cơ này. Giá yêu thương đi làm này, vào dàn áo 2010 này. Biển số 82 các anh chị nha. Bán anh chị em mình 8.700.000 đồng thôi. 8.7. Đấy, 8.7. Bên này. Con RS mới về nữa các anh chị này. RX 110 FI full xăng điện tử biển số 60 Đồng Nai. Bán anh chị em mình 14.700.000 đồng các anh chị nhá. Rồi AB 125. Xe cực kỳ đẹp luôn. AB 125 biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này. Bán anh chị em mình 15.900.000 màu cam đen các anh chị nhá. 125 FI cực kỳ đẹp, mới về đấy các anh chị. Pha xanh. Vâng, quen xanh biển số 67 An Giang. Bán anh chị em mình 12.900.000 đồng. Chiếc này quen pha đầy đầu lốc đen, biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình 12.500.000 luôn nha các anh chị nhé. Còn con này. Con này là quen pha máy 100 biển số 38 Hà Tĩnh. Bán anh chị em mình 9.900.000 đồng thôi. Máy 100 2014 nha các anh chị nhé. Way Black. Chiếc này Way Black phiên bản 2022 biển số 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 13.500.000 đồng. 13.500.000. Way Alpha máy 110 biển số 68 Kiên Giang này. Bán anh chị em mình 12.900.000 nhé. 12.900.000. Con này. Surus biển số 48 Đắk Nông. Bán anh chị em mình 9.000.000. Đây em có chiếc Way Black mới về này các anh chị này, biển số 47 Đắk Lắk này. Bán này chị em mình 10 triệu 500 ngàn đồng nhé. 10 triệu 500. Rồi Surus FI. Surus FI 2021 biển số 61 Bình Dương này. Em bán này chị em mình 14 triệu 500 ngàn đồng. Future. Future này, bụng bự nha các chị nhé. FI full xăng điện tử biển số 60 Đồng Nai. Bán này chị em mình 14 triệu 500 ngàn đồng. 500. Chiếc này cũng Future bụng bự luôn, biển số 69 Cà Mau 2017. Bán anh chị em mình 17 triệu 500 nhé. Way ANPHA 2019-20 biển số 48 Đắk Nông. Bán anh chị em mình 12 triệu 500 ngàn đồng nha các anh chị. Rồi, tiếp tục. Và đây chiếc xe Way ANPHA mấy 110 nó biển 66 Đồng Tháp. Bán anh chị em mình 13 triệu 500 2020-21 nhé. Rồi. Way ANPHA biển số 77 Bình Định mấy 110. Bán anh chị em mình 12 triệu 800 ngàn đồng. Nguyên phạt 61 Bình Dương máy 110 phiên bản 2020 bán anh chị em mình 13 triệu 500 ngàn đồng. Đấy. Em rất nhiều các mẫu xe các anh chị nha, hai bên cửa hàng cách nhau 10 mét thôi. Anh chị đang quan tâm mẫu xe nào cuối tuần bớt chút thời gian ghé tham quan mua sắm ủng hộ em này. Rồi, Vision mẫu cũ. Vision mẫu cũ phiên bản 2014 biển số 60 Đồng Nai, em bán anh chị em mình 12 triệu 900 ngàn đồng anh chị nhé. Mio Classico. Mio Classico biển số 61 Bình Dương bán anh chị em mình 9 triệu. Tiếp tục còn AB. AB 2010 FI full xăng điện tử này, cực kỳ đẹp luôn, 12 triệu 9 nha các anh chị nhé. Vision này biển số 70 Tây Ninh. Màu đen nhám này, em bán anh chị em mình 19 triệu 800 ngàn đồng. Janus màu đen nhám biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Bán anh chị em mình 14 triệu 500 ngàn đồng. Nova. Nova này biển số 71 Bến Tre các anh chị nhé. Bán anh chị em mình 11 triệu này. Rồi, Grander. Grander này biển số 93 Bình Phước màu trắng sữa bán anh chị em mình 16 triệu 9 nha các anh chị nhé. Rồi. Zanus này biển số 67 An Giang bán anh chị em mình 14 triệu 900 ngàn đồng luôn. 14 triệu 9. Đấy. Xe thì rất nhiều luôn. Giá xe tầm trung tầm vừa phục vụ tất cả anh chị em mình. Có con lít màu mới này mọi người. Lít màu mới 2019 nha các anh chị nhé. Biển số 61C1 Thuận An Bình Dương bán anh chị em mình 22 triệu 500 ngàn đồng. 22 triệu 500. Basic. Basic màu đen nhám biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh bán anh chị em mình 19 triệu 500 ngàn đồng. 19 triệu 500 màu trắng. Basic này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này bán anh chị em mình 19 triệu 800 ngàn đồng. 5. Rồi Vision màu đỏ này. Vision màu đỏ đô này, biển số 84 Trà Vinh bán anh chị em mình 20 triệu 500 ngàn đồng. Rồi tiếp tục là màu đỏ tươi nha mọi người. Đỏ tươi này biển số 73 Quảng Bình bán anh chị em mình 20 triệu. 20 triệu đỏ tươi bên này. Đỏ tươi này biển 70 Tây Ninh bán anh chị em mình 20,05. Rồi. Màu xanh. Xanh đen này biển 84 Trà Vinh bán anh chị em mình 19 triệu 500. Màu đen. Đen nhám này biển 70 Tây Ninh bán anh chị em mình 19 triệu 800 ngàn đồng. Anh mua tranh thủ ghé xem xe ủng hộ em các anh chị nhé. Cuối năm rồi mua để làm phương tiện đi Tết này. Rồi AB này mọi người. Yêu này. AB này 2016-17 biển số 61 Bình Dương các anh chị nhé. Bán anh chị em mình 19 triệu 900 ngàn đồng. 19 triệu 9. AB Lên Thái màu cam đen biển số 60 Đồng Nai này 2010 FI phun xăng điện tử Lên Thái bán anh chị em mình 16 triệu 900 ngàn đồng. 16 triệu 9. Màu đỏ tươi. Vision đỏ tươi này biển 61 Bình Dương khóa thông minh cao cấp 2019-20 luôn bán anh chị em mình 22 triệu 900 ngàn đồng. 22 triệu 9. Màu đỏ tươi bên này. Đỏ tươi này biển số 69 Cà Mau này bán anh chị em mình 19 triệu 800 ngàn đồng. 8. Màu đỏ đô. Đỏ đô này biển số 95 Hậu Giang thì bán anh chị em mình 20 triệu 500 ngàn đồng anh chị nhé. Con bên này. Vision đỏ đô này biển số 84 Trà Vinh, khóa thông minh cao cấp 2020. Bán anh chị em mình 22 triệu 9 luôn. Rồi đó. Này, chiếc này 2020 màu đỏ đô biển 76. Bán anh chị em mình 22 triệu 9 luôn nha. 22 triệu 9. Đấy. Lên trên này có VAO này mọi người. VAO biển số VARIO biển số 50 thành phố Hồ Chí Minh. Giá yêu thương 1997. Cho chị em này. 1976 xe này 2021 các anh chị nha. Bán anh chị em mình 28 triệu 900 ngàn đồng thôi nha. Ok. 28 triệu 9. Rồi Vision màu đỏ. Vision màu đỏ đô này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn này. Em bán anh chị em mình 19 triệu 500 ngàn đồng luôn. 19 triệu 500. Vâng, chiếc lít này màu đỏ đô biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình 15 triệu 500 ngàn đồng nha các anh chị nhá. Đấy, giá yêu thương mọi người. Tiếp tục Vision màu xanh. Vision màu xanh đá khóa thông minh 2019-20 luôn. Biển số 63 Tiền Giang. Em bán anh chị em mình 21 triệu 900 ngàn đồng. 21 triệu 900. Con này. Vâng, chiếc này lít biển số 64 Vĩnh Long 2019. Bán anh chị mình 21 năm các chị nhá, màu đỏ đô rất đẹp. Rồi tiếp tục Vision. Vision này phiên bản 2021 luôn, biển 84 Trà Vinh nha, bán anh chị mình 26.500.000 đồng nha các chị nhá. Rồi. Vâng, chiếc này chiếc lít màu trắng sữa, biển số 62 Long An. Em bán anh chị mình 16.500.000 đồng. Màu trắng này mọi người. Màu trắng này biển 67 An Giang này, em bán anh chị mình 16 năm luôn nhá. Okay. Đấy. Đó, tranh thủ một nhà xe luôn. Tranh thủ ghé xem xe ủng hộ nha các anh chị nha. Đấy, lựa chọn cho mình những chiếc xe đẹp này. Phù hợp với túi tiền và công việc của mình để làm phương tiện đi lại. Grandeur này 2021 này, chạy cực ngon luôn. Đấy, em bao anh chị em mình luôn đó, mấy anh em cứ để ngoài em chạy đấy. 2021 khóa thông minh, thắng ABS, đồng hồ điện tử. Biển số 71 Bến Tre, inox bọc nguyên con luôn này. Em bán anh chị em mình 29.500.000 đồng. 29.500. VARIO 125. VARIO 125 này biển 61 Bình Dương này, vào quá thông minh, hôm qua mới về con trắng đỏ, hôm nay ra đi mất này. Chiếc này 61 Bình Dương luôn, bán anh chị em mình 29 năm nhá. Quá thông minh cao cấp này. AB 125 mẫu mới này mọi người. AB 125 phiên bản 2020, biển số 83 Sóc Trăng. Bán anh chị em mình 27.500.000 đồng nha các anh chị nhá. Rồi. AB màu xanh. AB màu xanh bạc, biển số 70 Tây Ninh, bán anh chị em mình 18.900.000 đồng. Rồi AB màu đen. AB màu đen này 2019, biển số 86 nha các anh chị nhé. Bán anh chị em mình 22.900.000 đồng. Quá thông minh cao cấp cực kỳ đẹp. Rồi. VARIO 125, biển số 95 Hậu Giang, phiên bản 2022. Bán anh chị em mình 29.500.000 đồng. Màu cam. VARIO màu cam đen này biển 67 An Giang này, bán anh chị em mình 28.500.000 đồng. AB màu đen. AB đen nhám này 2019 nha các chị nhá, quá thông minh cao cấp màu đen nhám, biển số 37. Em bán này chị em mình 22.500.000 đồng. 22.500. Thì đó là giá xe, anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình liên hệ, mình với chị Hà cũng đã cập nhật full hết cửa hàng rồi. Còn cái cửa hàng bên kia thì anh em có thể tìm lại clip trước. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều, đã luôn tin yêu đồng hành, luôn chia sẻ và luôn ủng hộ cửa hàng em nhé. Cuối tuần anh chị em mình đang quan tâm đến mẫu xe nào thì ghé tham quan mua sắm ủng hộ em nhé. Em xin nhắc lại địa chỉ của em là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Có mua bán, có trao đổi, có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe. Anh chị em ở xa nhanh tay đặt cọc chốt đơn em ship cho về kịp xe đi Tết các anh chị nhé. Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nhé.